Lời khuyên cho những doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam. Xin chào những người bạn đồng nghiệp của tôi. Và tôi biết rằng hiện nay bạn đang gặp những tình trạng như báo giá và khách im lặng, báo giá khách chê cao và báo giá thì họ so sánh với những đơn vị vận chuyển khác. Tôi đã từng như vậy, đội nhóm của chúng tôi cũng đã từng như vậy. Và cách để chúng tôi vượt qua được những khúc mắc đó với khách hàng đó chính là chúng tôi đã áp dụng triệt để xử lý sự từ chối trong khâu tư vấn bán hàng. Tất cả các nhân sự phải được đào tạo kỹ về xử lý sự từ chối. Các bạn thì sẽ liên tục cập nhật ra một file về các câu từ chối của khách hàng trong quá trình các bạn hàng ngày nhắn tin với khách hàng và nhận được vô số lời từ chối. Chuyện đó là hoàn toàn bình thường. Sự khác biệt của chúng ta đó là chúng ta phải ghi lại những lời từ chối đó. Hàng ngày nếu có những nhân sự xử lý câu từ chối hay thì hãy ghi lại cái đáp án, cái cách xử lý của họ vào đấy để cho những anh em khác có thể học hỏi và áp dụng vào những lần sau khi họ mắc phải. Và các bạn hãy hiểu rằng khách hàng thì không từ chối chúng ta. Khách hàng chỉ đang không đủ tin tưởng để sử dụng dịch vụ và sản phẩm chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải liên tục thu nhận những lời từ chối và luyện tập cách xử lý nó một cách hiệu quả. Hãy cùng nhau tạo những nhóm để thảo luận, để học hỏi, để trau dồi cách xử lý sự từ chối hiệu quả và từ đó viết ra một quy trình xử lý sự từ chối. Chúc các bạn vững tin và xử lý được thật nhiều sự từ chối nhé! Hãy nhớ, khách hàng không từ chối chúng ta. Khách hàng chỉ đang cho chúng ta thêm một cơ hội để có thể thuyết phục họ sử dụng dịch vụ của chúng ta. Và nếu bạn thấy clip này có giá trị, hãy like, comment, share nó về tường để có thể tiếp thêm động lực cho bạn trong việc kinh doanh, tiếp tục làm ra những video để hỗ trợ các bạn trong quá trình bán hàng và tăng doanh thu nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!